Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 2 đến 16 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới 106, số trường hợp được điều tra và lấy mẫu 990. Toàn tỉnh hiện đang quản lý giám sát 2.534 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, cơ sở cách ly tập trung và cơ sở y tế. Tại Việt Nam, Tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 2 đến 18 giờ hôm nay, ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 1 ca tại Gia Lai, 19 ca tại Hải Dương. Việt Nam hiện có 2.001 bệnh nhân. Tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 418 ca. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1053 quy đề BIT về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, hướng dẫn quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Nguyên tắc Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng dựa trên cơ chế lây truyền trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp, chủ yếu qua giọt bắn và nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19. Nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, nơi có không gian kín, nơi tập trung đông người, nơi có sự giao tiếp gần dưới 2 mét. 2. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 3. Người có biểu hiện bệnh viêm đường hấp cấp, người đi từ vùng dịch trở về trong thời gian cách ly khi tiếp xúc gần với người khác bắt buộc đeo khẩu trang. 4. Người nhận thấy có nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang. 5. Hướng dẫn này không áp dụng với những khu vực địa điểm đang có ổ dịch COVID-19. Người đang thực hiện các hoạt động sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, ngủ, ăn uống, đánh răng, tắm rửa.